Hello, xin chào các bạn đến với channel năm 2018 đã đến rồi. Khi mà cô ba nhỏ đăng cái video này thì đã qua năm mới vài ngày rồi. Xin lỗi mọi người nha. Nhưng mà cô ba nhỏ bận bận là cũng đi party, cũng đi chơi. Giống như mọi người, ai cũng muốn đi chơi trong những ngày lễ Christmas và New Year, là ngày đầu năm đó. Thì cô ba nhỏ có đi cùng với gia đình đi chơi trên một chuyến du thuyền. Thì trên chuyến du thuyền này đi trúng ngày New Year. Thì ngày New Year thì là người ta có cái countdown, là đếm xuống, tới cái giờ 12 giờ là người ta sẽ thả bong bóng xuống. Thì mọi người nếu mà có để ý, có coi news tin tức thì mỗi năm ở New York, ở Times Square, người ta đều có trái banh và người ta chờ tới 12 giờ ở New York thì người ta sẽ thả cái trái banh đó xuống. Thì ở trên tàu này người ta không có trái banh thì người ta sẽ có cái balloon drop. Balloon drop là những cái bong bóng này nè. Có rất là nhiều bong bóng ở trên trần nhà. Thì tới 12 giờ thì người ta sẽ thả những cái bong bóng này xuống. Thì cô ba nhỏ cùng với mọi người cũng đi party. Nói chứ không có party đâu, cũng là tới đây giống như là giao thừa vậy đó. Cũng mọi người có mở nhạc rồi nhảy, rồi ở bên nhau chờ tới cái giờ 12 giờ thì sẽ pop mấy cái balloon này. Có nghĩa là sẽ chờ mấy cái trái bong bóng này nó rớt xuống rồi mình sẽ làm nổ nó. Thì cô ba nhỏ sẵn dịp đi chơi, đi New Year thì quay cho mọi người coi. Ở bên Mỹ này người ta party, ăn mừng Tết ngày 1 tây tháng 1 New Year của Mỹ là như thế nào nha. Năm nay cũng là năm đầu tiên mà gia đình của cô ba nhỏ ăn mừng, ăn New Year, đón New Year ở trên tàu, chứ không có đón New Year ở nhà. Cho nên là cô ba nhỏ cũng quay lại để giữ làm kỷ niệm cho gia đình của cô ba nhỏ vậy đó. Đáng lẽ ra là cô ba nhỏ tính là sẽ không có đăng cái video này đâu. Nhưng mà anh ba nói là cứ đăng đi để bỏ lên YouTube cho mọi người biết là người Mỹ á, người ta ăn mừng cái New Year, đón Tết á, là như thế nào. Mà thật ra là đón Tết trên tàu á, là như thế nào. Tại vì đây cũng là năm đầu tiên mà nhà của cô ba nhỏ đi đón Tết ở trên tàu á, đón Tết Tây. Tại vì thường á, Tết Tây lúc nào nhà của cô ba nhỏ cũng ở nhà hết á, ở nhà rồi chờ cho tới 12 giờ rồi ở nhà sẽ có, không phải ở nhà mình mà những người hàng xóm á, người ta sẽ có đốt pháo bông á, thì mình ra mình coi rồi mình đón giao thừa rồi uống rượu như vậy thôi. Nhưng mà năm nay á, là năm đầu tiên ở trên tàu cho nên anh ba nhỏ nói là ok cứ đăng lên đi rồi cho mọi người share, cho mọi người coi nữa. Tất cả mọi người đều đứng lại ở đây nè, cái chỗ này là cái chỗ dưới cái những cái trái bong bóng á, thì có người mở nhạc rồi có người hát nhạc sống đàng hoàng nha, rồi nhảy nhót, rồi người ta phát cho mọi người một cái nón á, đội nè ghi là Happy New Year, rồi có những cái kèn thổi nữa, rất là vui. Không biết khi nào thì gia đình cô ba nhỏ mới đi du thuyền và đón Tết của Mỹ ở trên thuyền một lần nữa. Cho nên coi như đây là món quà của cô ba nhỏ chia sẻ tới mọi người năm 2018 nha. Là cái món quà này, là cái video này cô ba nhỏ đăng lên đây share với mọi người, cho mọi người coi là ở Mỹ người ta party, người ta đón Tết như thế nào. Nhảy nhót, thấy ai cũng nhảy nhót vui quá chừng luôn. Và cô ba nhỏ thích nhất là cái khoảnh khắc mà người ta đếm xuống từng giây để đón mừng năm mới. Cảm thấy trong lòng cảm thấy rất là vui. Năm 2018 tới rồi, cô ba nhỏ xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong năm mới này nha. nổ xong những cái bong bóng ở trong kia rồi thì tất cả mọi người, không phải tất cả mọi người đâu, ai còn thức khuya được á, ai muốn party thì lên cái trên cái deck này, là cái tầng lầu cao nhất của trên cái tàu này á, là nó đang ở ngoài trời, nó đang chạy giữa biển á, thì party tiếp là có nhạc rồi ăn uống rồi uống rượu rồi chụp hình rồi nhảy nhót rất là vui. Khi mà đăng cái video này thì năm mới qua vài ngày rồi, nhưng mà cô Ba Nhỏ cũng chúc mọi người Happy New Year, chúc mừng năm mới, chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, gặp nhiều niềm vui cho năm mới nha. Chờ khi nào tới Tết Nguyên Đán thì lì xì cho cô Ba Nhỏ. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô Ba Nhỏ nha. Cô Ba Nhỏ chia sẻ một chút niềm vui tới cho mọi người. Mong là mọi người xem video này cũng cảm nhận được niềm vui giống như là cô Ba Nhỏ vậy đó. Khi mà mình xem lại những cái khoảnh khắc này mình cảm thấy rất là vui và cứ cười hoài thôi. Mà người ta đếm ngược xuống, những trái bong bóng nó rớt xuống á, thì cô Ba Nhỏ cảm thấy rất là vui, cảm thấy mình rất là may mắn được ở bên người thân, ở bên gia đình của mình trong ngày đầu năm. Thì mong là mọi người cũng có một năm thật là may mắn đến với mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và ai chưa đăng ký vào channel của cô Ba Nhỏ thì bấm nút subscribe để khi cô Ba Nhỏ đăng video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Happy New Year!